Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy cùng tiếng Trung Chinese học về các mẫu câu chào hỏi trong tiếng Trung. Đầu tiên là cách chào hỏi thông thường. Chúng ta có các mẫu câu dưới đây. Thứ nhất, xin chào. Xin chào trong tiếng Trung chúng ta sẽ nói là 你好. Tạm biệt. 再见. Hẹn gặp lại nhé. 回头见. Ngoài ra, khi mà chào hỏi ai đó trong tiếng Trung thì cách đơn giản nhất là chúng ta có thể thêm từ khảo vào sau chức danh, tên gọi hoặc là vai vế. Ví dụ, lão sư khảo, chào thầy cô. Lão bán khảo, chào ông chủ. Nghỉ mơ khảo, chào các bạn. Tiếp theo là các cách chào hỏi tiếng Trung theo buổi. Các bạn có biết chào buổi sáng trong tiếng Trung thì chúng ta sẽ chào như thế nào không? Mình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách chào hỏi tiếng Trung vào buổi sáng đơn giản và được sử dụng nhiều nhất nhé. Chào sáng hǎo. Sáng wǔ hǎo. Chào á. Tương tự như vậy, vào buổi trưa chúng ta sẽ có cách nói là Trung wǔ hǎo. Chào buổi chiều. Xia wǔ hǎo. Chào buổi tối. Quǎn shàng hǎo. Tiếp nữa chúng ta sẽ học về các mẫu câu chào tạm biệt trong tiếng Trung. Ví dụ, 再见, tạm biệt. Bye bye, bye bye cũng có nghĩa là tạm biệt. 一会见, chút nữa gặp. 回头见, gặp lại sau nhé. 明天见, ngày mai gặp lại. 下个星期一见, thứ hai tuần sau gặp lại nhé. Vừa rồi, mình đã giới thiệu đến các bạn các mẫu câu chào hỏi trong tiếng Trung đơn giản và thông dụng nhất. Các bạn hãy học thuộc và sử dụng một cách linh hoạt nhé! Zaijian!